Chào các bạn. CodeBlock là một trong những idea phổ biến nhất dành cho các bạn học sinh giỏi tin. Thì hôm nay mình xin phép chia sẻ những phím tắt và các cài đặt mà mình biết để giúp các bạn tăng tốc trong quá trình lập trình. Giống như tất cả các trình soạn thảo văn bản khác thì CodeBlock cũng sẽ có một số cái phím tắt cơ bản. Ctrl C giúp copy văn bản, Ctrl V dán văn bản, Ctrl X là cắt một đoạn văn bản, Ctrl Z giúp undo, quay lại một cái hành động trước đấy. Ctrl Y là chúng ta thực hiện lại cái hành động mà chúng ta vừa Ctrl Z. Tiếp theo sẽ là phím tắt liên quan đến comment và uncomment một đoạn code. Ví dụ bây giờ mình có đoạn code như thế này. Để mà vô hiệu hóa cái đoạn code này mà mình không muốn xóa nó đi thì chúng ta có thể chuyển nó về dưới dạng comment bằng cách comment dưới dạng khối. Mình sẽ viết dấu gạch chéo và sao ở đầu đoạn code mà mình cần comment và sau đó mình sửa xuống và sao gạch chéo thì chúng ta có thể comment cái này dưới dạng khối. Và nếu chúng ta không muốn comment kiểu này mà chúng ta muốn comment cách nhanh hơn thì chúng ta có thể bôi đen đoạn code và sau đó ấn Ctrl Shift C để comment một đoạn code. Và ngược lại, nếu chúng ta muốn bỏ comment của cái đoạn code này với điều kiện là nó được vừa được comment bởi cái phím Ctrl Shift C thì chúng ta có thể bôi đen lần nữa và ấn Ctrl Shift X. Ngoài các phím tắt cơ bản vừa rồi thì mình thường sẽ sử dụng thêm một vài cái phím tắt khác mà giúp các bạn code nhanh hơn. Ví dụ, nếu chúng ta muốn copy một cái dòng nào đó ở đây, thay vì chúng ta sẽ phải bôi đen nếu mà cái dòng đấy quá dài thì chúng ta có thể ấn cái nút Ctrl L để cắt một dòng. Và vừa rồi mình đã cắt một dòng như vậy thì mình có thể Ctrl V xuống đây và nó sẽ đi xuống đây. Tiếp theo, giả sử như mà mình muốn khai báo một cái biến giống như biến S như này nhưng mà mình đổi tên khác thì cái cách của mình đó là mình sẽ có thể copy dòng trên xuống dòng dưới. Nhưng thay vì như vậy thì chúng ta sẽ có một phím tắt nhanh hơn, đó là Ctrl D. Viết tắt của duplicate là nhân đôi một dòng. Giả sử mình đặt tên biến này là x, bây giờ chúng ta sẽ có một cái lệnh khác để thay đổi giá trị dòng hiện tại với một cái dòng ngay trên nó, đó là cái nút Ctrl T sẽ đảo chỗ cái dòng hiện tại và dòng ngay phía trên nó. Và giả sử như các bạn sẽ có rất nhiều cái dòng code trong đây. Và nếu như cái code quá dài thì các bạn có thể di chuyển giữa những cái đoạn code với nhau bằng cách tạo ra một cái bookmark. Ấn Ctrl B ở cái dòng mình muốn tạo bookmark và ấn một cái Ctrl B tại dòng khác, ví dụ như thế này. Ở đây mình có dòng 12 và dòng 21. Mình đã tạo một cái bookmark. Nếu các bạn muốn di chuyển giữa hai cái bookmark này hoặc là có thể nhiều cái bookmark hơn, các bạn có thể ấn Alt cộng với Page Up hoặc là Page Down để di chuyển giữa các bookmark. Đó, như thế này thì chúng ta đã di chuyển được giữa các cái dòng mà chúng ta đánh dấu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái lệnh để di chuyển nhanh hơn vào một cái dòng cụ thể, đó là Ctrl G. Ví dụ ở đây cái code của mình đã có 27 dòng, mình muốn di chuyển đến dòng thứ 10 thì chúng ta có thể gõ số 10, Ctrl G và gõ số 10, ok. Chúng ta sẽ có con trỏ chuột về số 10. Sau đó nếu mà mình đã xong cái code này thì chúng ta có thể ấn Ctrl V kép để tắt cái file hiện tại. Đó, và mình đã tắt cái file vừa rồi. Ngoài các phím tắt mà có sẵn thì các bạn cũng có thể tự tải cài một số cái phím tắt bằng cách vào Setting, Editor và ấn vào Keyboard Shortcut. Ví dụ như cái phím tắt mình đã từng cài đó là cái phím tạo ra một cái file mới. Ở đây mình có cái nút tạo file mới bằng Ctrl N thì các bạn có thể đặt trỏ chuột vào chỗ New Shortcut và ấn cái phím tổ hợp tương ứng mà mình mong muốn. Ví dụ ở đây mình đã tạo một cái phím Ctrl N để tạo một cái file mới. Mình có thể ấn Ctrl N
và tạo file mới bằng cách ấn vào nó. Và các bạn thấy ở đây nó sẽ có một số cái chữ được gạch chân. Nếu các bạn muốn thay vì dùng con chuột ấn vào nó thì các bạn cũng có thể dùng trên bàn phím bằng cách là ấn cái ký tự bắt đầu của cái từ đó trên cái màn hình này. Ví dụ ấn Go chúng ta có thể ấn G. Nhưng mà hiện tại thì cái này đang không được, mình sẽ ấn Enter nhé. Đó. Và với cái này thì chúng ta có hai lựa chọn nhé. Nếu mà các bạn không ấn được cái nút gạch chân thì các bạn có thể ấn Enter. Ví dụ Next ở đây. Next ở đây mình phải ấn Enter này. Với cái chọn đường dẫn thì ở đây nếu muốn chuyển từ cái con trỏ hiện tại sang cái dấu ba chấm này, các bạn có thể ấn nút Tab và ấn Enter. Và mình sẽ tạo một file mới tên là New File. Mình muốn lưu lại file này bằng cách là ấn Enter. Và sau đó ở đây chúng ta không cần ấn chuột vào cái nút Finish ở đây, mà chúng ta có thể ấn cái chữ F trên bàn phím để nó tạo ra một cái file mới. Thì mình đã có một cái file ở đây rồi. Chúng ta sẽ có một số cái phím tắt sau. Đầu tiên đấy là cái format code này. Các bạn thấy là cái code này hiện tại của mình đang rất là xấu. Để mà format được một cái code cho đẹp hơn, các bạn có thể ấn chuột phải và ấn vào format you a style là nó sẽ trở thành một cái code đẹp hơn. Tiếp theo là một số cái kỹ thuật để thay đổi cái tên biến ở trong cái code. Đây là một câu hỏi được các bạn hỏi mình khá nhiều khi mà thấy mình code bằng code block. Cách số 1, có thể ấn nút Ctrl R để replace theo cái text. Ví dụ ở đây mình có biến y mà các bạn muốn đổi tên nó thành biến x, các bạn có thể ấn y và x này. Thì cái replace này nó chỉ hoạt động trên các cái văn bản mà sau cái con trỏ chuột mình bắt đầu ấn replace. Lúc nãy mình để con trỏ chuột đâu đó ở gần chỗ đầu hàm main này, các bạn có thể ấn replace. Và ở đây này, nếu mà gặp một cái chữ bất kỳ nào đấy nó giống như kiểu cái text mà mình điền vào ấy thì nó sẽ có câu hỏi là các bạn muốn điền à, muốn replace không. Đây mình có thể có chọn yes no hoặc là all. All là chọn tất cả. Còn nếu không thì mình có thể chọn yes no cho từng cái đoạn từ như vậy. Thì chỗ này chúng ta cũng thể dùng cái kỹ thuật lúc nãy là ấn y hoặc n để chọn yes hoặc no. Thì ở đây in main thì mình no. No, no, no. Bằng cách ấn n liên tục. Và ví dụ như là đến con y này, mình muốn thay đổi thì mình có thể ấn yes, 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 yes. Đó. Sau khi nó đã tìm hết rồi thì nó sẽ dừng lại, mình có thể ấn cancel để tắt đi. Cách số 2. Các bạn có thể bôi đen cái biến mà các bạn muốn thay thế, sau đó ấn Ctrl E là nó sẽ tìm ra cái đoạn tiếp theo mà có một cái tên biến giống như kiểu cái mà mình đã bôi đen. Các bạn sẽ Ctrl E liên tục đến khi nào bôi đen được hết tất cả những cái biến mà mình cần. Thì ở đây mình chỉ cần thay đổi cái tên chữ x này thành một cái từ gì đó khác thì tất cả biến x này sẽ đều được đồng loạt thay đổi. Ví dụ ở đây mình tên là biến value đi. Thì tất cả biến x vừa rồi đã được thay đổi thành biến value. Cách số 3 đó là các bạn sẽ ấn ALTN và thay đổi biến value bằng một biến tên là y chẳng hạn. Thì cái này nó sẽ thay đổi tất cả. Còn cái cách số 2 kia thì mình có thể lựa chọn một số đoạn liên tiếp, không cần thay đổi hết mà mình chỉ bôi đen đến cái nào nó thay đổi đến cái đấy thôi. Đó, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn 3 cách để thay đổi tên biến. Tiếp theo, có thể đôi khi các bạn copy một cái đoạn code ấy, mà nó sẽ bị thụt lùi vào một cái ký tự tab. Thì để mà tất cả những cái ký tự này cùng tab ra một phát, các bạn có thể bôi đen và ấn nút tab. Và lỡ các bạn ấn tab hai lần đi thì các bạn có thể bôi đen một lần nữa và ấn nút shift tab để nó xóa đi bớt một cái dấu tab của cái đoạn code. Ở đây mình sẽ có hai cái hàm. Ví dụ hàm hello ở đây, các bạn muốn thu hẹp cái đoạn code của hàm hello này lại, các bạn có thể ấn vào nút trừ ở đây. Hoặc cũng có thể ấn một cái phím tắt đó là F12 để mở hoặc là đóng cái đoạn code giữa một cái cặp ngoặc của một cái hàm.
Tiếp theo thì có một số cái phím tắt liên quan đến cái nút Enter. Ví dụ các bạn có thể ở giữa dòng này và các bạn ấn Ctrl Enter. Thì các bạn sẽ khiến con trỏ nó sẽ xuống cuối cùng của dòng code, hoặc ấn Shift Enter để từ giữa dòng nó sẽ xuống cái dòng mới và nó tạo ra một cái dòng mới. Cũng có thể là các bạn muốn di chuyển giữa các cái ký tự trong một dòng. Bình thường các bạn có thể ấn cái nút sang phải để di chuyển giữa từng ký tự. Nhưng ở đây nếu muốn di chuyển nhanh hơn, các bạn có thể ấn nút Ctrl và mũi tên để nó di chuyển giữa các từ. Một lần ấn mũi tên là sẽ di chuyển qua một từ. Sẽ nhanh hơn so với việc ấn một cái nút sang phải bình thường. Và như lúc nãy các bạn có thể thấy thì trong cái quá trình mình tạo ra một cái file mới ở đây này, mình sẽ có một cái code mặc định. Để cài đặt được cái code mặc định này, các bạn sẽ vào phần setting, editor và chọn cái default code, và sau đó các bạn sẽ paste cái code mà các bạn muốn nó xuất hiện mặc định khi các bạn tạo một cái file mới. Và lưu ý cái này nó chỉ có thể sinh ra cái code khi mà các bạn chọn cách là tạo một file mới nhé. Còn bình thường các bạn có thói quen tạo project thì nó sẽ không có file mới như thế này. Cuối cùng sẽ là cách mà các bạn lấy ra cái code template của bạn nhanh. Template sẽ là những cái phần code mà các bạn đã code sẵn, các cái cấu trúc dữ liệu như seven tree mà mình không muốn code lại. Chúng ta muốn đẩy nhanh tốc độ khi code, đặc biệt là khi các bạn code trong cái quá trình luyện tập, hoặc là các bạn làm contest online trên Codeforge chẳng hạn, thì chúng ta cần lấy ra một cái đoạn code nào đấy nhanh chóng để tái sử dụng. Thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng abbreviation của Codeblock để vào được cái tính năng này. Các bạn sẽ ấn nút Ctrl Z, sau đó nó sẽ có một số cái từ khóa gợi ý, trong đấy sẽ có một số cái từ khóa nó có sẵn và một số từ khóa mình cài thêm. Ví dụ ở đây mình có cái nút now là nó sẽ trả về in ra cái thời gian hiện tại, ngày tháng và giờ phút gì đó, hoặc là mình đã code sẵn một cái code seven tree. Các bạn có thể Ctrl Z và ấn Segment thì sẽ ra một cái đoạn template Segment Tree của mình. Và để cài đặt được cái này, các bạn sẽ ấn vào Setting, Editor, Abbreviation, và sau đó các bạn sẽ add cái code tương ứng bằng cách là thêm keyword và paste cái đoạn code mà mình mong muốn nó xuất hiện. Và ở đây có một cái lưu ý nhé, là các bạn sẽ phải có một cái dấu gạch thẳng xuống, thì cái vị trí của dấu gạch thẳng này nó sẽ là vị trí xuất hiện, là vị trí của con trỏ sau khi mà cái code này xuất hiện. Tức là ví dụ mình có một cái cấu trúc dữ liệu tên là Aho Classic ở đây, và mình đặt cái con trỏ này ở vị trí đầu tiên. Nếu mà mình ấn Ctrl Z và ấn Aho Classic thì cái con trỏ nó sẽ xuất hiện ở cái dấu gạch dọc vừa rồi ấy, và nó trong cái code mà mình lấy ra nó sẽ mất đi một cái dấu gạch dọc đấy. Nên là các bạn lưu ý nếu cái code mẫu của các bạn có cái dấu hoặc ở trong cái code thì cái abbreviation này có thể khiến code các bạn bị mất một dấu như vậy. Thì để tránh trường hợp đấy xảy ra, các bạn nên đặt cái dấu gạch dọc đấy ở đầu cái đoạn code. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi các cái trick vừa rồi của mình. Hẹn các bạn trong các video lần sau.